Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với VNCNC Thời gian vừa rồi mình cũng khá là bận nên là không ra được cái video cuối tuần trước Thì Tuần này mình sẽ làm cái video nói về Bản update mới của Dan 3D Và những cái lỗi mà anh em gặp phải khi mà update lên cái bản Giansil 12.2 này Nó có cái vấn đề gì Đó là khi anh em đánh tên Anh em dùng những cái đánh tên Mobile này mã khuôn này anh insert này thì nó sẽ bị hiện cái báo này lên đó. cái việc nó báo cái này lên là nó bên dân siêu ấy, họ muốn giới thiệu cho mình biết cái tính năng mới của bản cập nhật 12.2 này nghĩa là anh em phải dùng thử cái lệnh đó Đã, báo đây này anh em phải dùng thử cái lệnh này đấy thì nó mới cho phép dùng lại những cái đánh tên này được chưa? thì anh em chỉ việc vào cái lệnh tương tự thôi đấy giả dụ những cái lệnh này anh em chỉ vào đây đấy chưa? rồi nhấn vào đây nó sẽ hiện ra cái file Excel báo giá về những cái lỗ khoan sâu này cho anh em này đấy, mình sẽ mở cái file Excel lên tự động nó sẽ bôi xanh này đấy, đây là giá này giá tổng ở dưới này Giá đã bao gồm 13% thuế VAT của Trung Quốc thì mình nhân thử xem là cái giá đổi sang tiền Việt nó sẽ là bao nhiêu tiền? Thì cái giá khoảng là 3,3 triệu. Đó. Thì sau khi mà anh em đã dùng thử cái tính năng đó rồi, Đấy được chưa? Thì anh em chuyển lại sang những cái Tablet lệnh này, của khắc chữ này, đánh chữ này. Đấy, nó sẽ dùng được thôi đúng không à, tiếp theo nữa nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu luôn cho anh em một cái công cụ mới cũng của dàn siêu nó liên quan đến báo giá cắt dây giả dụ như con khuôn này mà mình muốn báo giá cắt dây những cái lỗ này Đấy chưa thì mình chỉ việc à, dùng cái lệnh này cho không chiều đây nhấn vào file shell để báo giá mình nhấn apply này nó sẽ tự động nhận những cái đường vùng biến dạng mà cần uh, cắt dây cho mình đấy. đấy chưa anh em có thể hình hiện này đấy, từ đó nó đo ra cái đường đi cắt dây là bao nhiêu ví dụ đây mình cắt dây những bốn lỗ pin và một con hốc hai con hốc insert đúng không tám lỗ pin thì giá nó là bao nhiêu anh em lúc nãy mình kích uh, vào phải treo rồi thì đây sẽ báo giá lên cho anh em này cũng bao gồm 13% phần trăm 94,96 mươi bốn tệ, đó. được chưa? Nhân tiện mình cũng nhắc một cái vấn đề thiết kế cho anh em làm khuôn lớn là những khuôn à, mình hay tạm gọi là siêu trường siêu trọng đó. thì à, cái này này, cái vị trí này, này là khi mà mình à, thiết kế cho khuôn những cái khuôn nhỏ ấy, lắp insert mà nó có cutter và định vị ấy. Đấy. thì mình mới offset cái mặt này vào để cho khi mà co cavity hoạt động thì cái phần này của Core hoặc là cavity nó đỡ đâm vào bay của phía ngược lại đúng không? Và đây khi mà anh em làm một cái khuôn uh, không insert rồi đúng không? mình làm định vị này thì mình cần gì phải uh, offset cái phần này vào đúng không? đây là hình ảnh thực tế ra cái con insert đó. Đấy. Mình, chỗ này mình không cần thiết nhé mình cứ để bằng luôn để chạy đỡ mất thời gian của CNC thì đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay nếu mà anh em thấy video hay thì cho mình xin một like một share một subscribe xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé